Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện thúc giải giải sử của tác giả Vũ Chết tập 35. Mỗi lần nghe thấy Giang Dư Đoạt lấy thằng nhóc 3 tuổi rưỡi kia ra so sánh với mình, chuyện khác đều rất ngán ngẩm. Có điều lần này dù gì thì cũng nói trông rất thú vị, cho nên hắn nhìn. Có điều hắn vẫn cố chống chế một chút. Thằng nhóc 3 tuổi rưỡi giờ chắc cũng phải 3 tuổi 9 tới 10 tháng gì đó rồi chứ. Tính rõ như thế làm gì? Giang Dư Đoạt cũng cười. Thật ra cũng sắp 4 tuổi rồi, đang đếm ngược đấy, ba nó trước 1 tháng, cuối tuần nào thì cũng mua quà cho nó. Không khác tôi lúc nhỏ lắm. Trình Khác cầm lấy một xì nước chuông cắn một miếng. Sinh nhật mỗi năm đều là từ trước đó đã bắt đầu nhận quà. Sướng thật, Giang Dư Đoạt nói, cũng chẳng có gì hay. Trình Khác nói, dễ dàng có được nhiều thứ sẽ chẳng có cảm giác hạnh phúc, cũng chẳng có mong đợi, muốn là có, không muốn cũng sẽ có. Chưa từng trải qua, Giang Dư Đoạt châm điếu thuốc, đừng nói không đau eo. Trình Khác không nói gì, tình huống của Giang Dư Đoạt lúc nhỏ đừng nói là quà sinh nhật, có khi sinh nhật cũng chưa từng biết là gì. Cậu sinh nhật ngày nào? Hắn hỏi một câu. Ngày 1 tháng 6, Giang Dư Đoạt nói trên căn cước viết như vậy. Hả? Trình Khác cũng đáp một tiếng. Sinh nhật anh từng bị ai cười chưa? Giang Dư Đoạt hỏi một câu. Hả? Trình Khác ngẩn người. Đồ ngốc, Giang Dư Đoạt nói. Sao cậu biết? Trình Khác hỏi. Tôi có photocopy giấy căn cước của anh mà. Giang Dư Đoạt thở dài. IQ của anh có phải là hơi được thiên vị không đấy? Lăn. Trình Khác uống một hớp rượu, cũng không thể không công nhận Giang Dư Đoạt nhiều lúc làm cho hắn bất ngờ. Đừng nói một bản photocopy giấy căn cước dán vào sau hợp đồng cho thuê, kể cả bảo hắn cố nhớ sinh nhật ai hắn cũng chưa chắc đã nhớ được. Hắn tiện tay cầm lên một xiên thịt, nhìn xong thì liền buông xuống, không cẩn thận lại cầm phải một xiên heo tiên. Anh cảm thấy không ngon hay là vẫn ngại ăn? Giang Dư Đoạt cầm xiên heo tiên này gặm quá. Đều không phải, Trình Khác nói. Tôi chỉ là cái này là heo hả? Giang Dư Đoạt sặc một cái nhìn hắn. Anh cũng lịch sự vừa thôi, anh nói như thế thì tới tôi cũng không muốn ăn nữa. Trình Khác nhìn y chằm chằm, nhanh chóng nói lại câu vừa rồi của mình. Thì nó, ý của tôi đây là heo tiên, không phải là ngu tiên ngu đàn gì. Ngu tiên ngu đàn thì anh cũng ăn rồi hả? Giang Dư Đạt lập tức hỏi. Ngưu tiên ngưu đàn cũng là một bộ phận đấy của con bò, bộ phận sinh dục của con bò đực. Tôi, Trình Khác thực sự không biết phải giải thích như thế nào. Những thứ linh tinh này hắn đều ăn không ngon. Thế nhưng ngưu tiên ngưu đàn nghe có vẻ thông thường hơn một chút, cho nên nếu phải so sánh thì dễ tiếp thu hơn. Không chờ hắn nghĩ kỹ phải nói như thế nào, Giang Dư Đạt đã giơ tay lên gọi một tiếng phục vụ. Khỏi cái gì? Một nhân viên phục vụ cũng hỏi lại. Trình Khác lập tức phản ứng lại để dòm nói với y. Giang Dư Đoạt. Cật dê. Giang Dư Đoạt gọi. Có ngay. Phục vụ trả lời. Trình Khác thở phào nhẹ nhõm, mà lúc nhìn thấy nụ cười trên mặt Giang Dư Đoạt hắn mới nhận ra. Con mẹ nó, cậu cố ý đúng không? Không. Giang Dư Đoạt cười nói, như này mà là cố ý. Như thế nào? Trình Khác hỏi. Ngưu tiên ngưu đản. Giang Dư Đoạt đột nhiên gào lên. Có ngay. Phục vụ cũng không kém miếng rống lên một tiếng. Ông nội cậu. Trình Khác bị một câu này làm cho y sợ hết hồn, nửa buổi cũng không biết có cần quay đầu tránh ánh mắt từ bốn phía nhìn tới hay không. Không sao, Giang Dư Đoạt uống một hớp rượu. Ăn cái đấy cũng không có gì khác người, chẳng ai kinh ngạc đâu, tôi cũng không nói với nhân viên. Cậu nhanh im đi. Trình Khác thở dài, Giang Dư Đoạt lại không nói gì nữa, cười xong tiếp tục vừa ăn vừa uống. Lúc phổ phổ mang cật xê ngưu tiền ngưu đản lên, Trình Khác có cảm giác không nói thành lời, một lời khó mà nói hết đột nhiên cũng rất buồn cười. Thật ra nếu tôi không nói mấy thứ này là gì anh vẫn sẽ vui vẻ ăn sạch. Giang Dư Đạt cầm một xiên cật xê để trước mặt hắn, cái này chắc chắn là ăn được chứ. Trình Khác cầm lấy xiên cật xê cắn một miếng, không thể không công nhận Giang Dư Đạt cả người thô tục, nhưng ngay từ lúc bắt đầu Trình Khác cũng không hề thấy phản cảm. Ngày hôm nay Giang Dư Đoạt như vậy còn có thể làm cho hắn cảm thấy một loại vui vẻ không rõ. Hắn cầm lấy một xiên heo tiên cuối cùng. Thật ra cái này đúng là ăn rất ngon. Anh ăn thì ăn, lúc ăn mấy thứ linh tinh này cũng đừng đánh giá cái gì ngon hay không ngon chứ. Giang Dư Đoạt vừa ăn vừa nói, giọng có hơi ậm ừ. Anh vừa nói như thế lại làm tôi hiểu nhầm. Tôi phục cậu rồi.
Trình Khác thở dài, bữa ăn khuya hôm nay Trình Khác ăn rất thoải mái, cả một tháng rồi lần đầu tiên ăn thứ gì đó mà cảm thấy thơm thật ngon thật. Có điều trên bàn còn một đống xiên thịt, hai người bọn họ cũng ăn không hết. Có lại đi, Trình Khác nói, tôi mang về ăn. Tôi mời khách, anh có mang về. Sàng Dư Đạt nhìn hắn, mặt anh lớn đấy nhỉ? À quên mất, Trình Khác bối rối. Tôi vẫn nghĩ là tôi mời. Sàng Dư Đạt gọi nhân viên phục vụ lại tính tiền, vậy anh mời hả? Không, Trình Khác trả lời, anh không phải là... Sàng Dư Đạt nhíu mày, hết tiền đấy chứ? Cái gì? Trình Khác cũng không hiểu lắm, hết tiền ăn cơm. Sàng Dư Đạt nhìn hắn, tôi nói sao tự nhiên lại bảo tôi mời ăn xin nướng, đây cũng là một tháng không liên lạc, tới lại để mời ăn. Mẹ khiếp, Trình Khác nở nụ cười, bữa này tôi mời. Không cần, Sàng Dư Đạt nói, đã nói tôi mời rồi, tôi ở vùng này không trả tiền cũng không sao. Trình Khác cũng tặc lưỡi, đi ra khỏi nhà hàng đồ nướng. Đứng ở trên đường một lúc, Trình Khác cảm giác mình đột nhiên không phân biệt được phương hướng, không biết nên đi hướng nào về. Sàng Dư Đạt nhìn qua xung quanh. Không biết đường hả? Trình Khác cũng cười hỏi. Không, Sàng Dư Đạt đi về phía bên giao lộ. Trình Khác biết đi chắc chắn không phải là đang tìm đường. Sàng Dư Đạt nhiều lúc đều như vậy, tới chỗ ngoặt ra khỏi cửa, chỉ cần phải tiến vào một không gian khác y sẽ đều nhìn xung quanh một chút. Cậu đang nhìn cái gì thế? Trình Khác cũng nhìn bốn phía, nhìn xem có xe taxi hay không. Sàng Dư Đạt trả lời, không cần bắt xe. Trình Khác nói, giờ vẫn còn ấm. Ừ, Sàng Dư Đạt cũng gật đầu. Trình Khác liếc mắt nhìn đi, không biết có phải vì hôm nay mình hơi nhạy cảm hay không. Đây là lần thứ hai trong tối nay, Sàng Dư Đạt trong khái niệm của hắn, đáng lẽ phải nhắc tới bọn họ, hoặc là nhắc hắn cẩn thận một chút, vậy mà cả hai đều chưa từng xuất hiện. Dường như sau sự kiện nhận nhầm người lần trước, Sàng Dư Đạt có ý định không nhắc lại những thứ này nữa. Điều này làm cho hắn có chút dao động với phán đoán của mình trước kia. Nếu như Sàng Dư Đạt thực sự có vấn đề tâm lý gì, sao có thể cố gắng tránh né nội dung liên quan chứ? Tôi đưa anh về. Lúc đi tới giao lộ, Sàng Dư Đạt nói, không cần. Trình Khác cũng cười, tôi cũng đâu phải con gái con đứa gì, có phải có người đưa về đâu. Không cần phải tôi muốn nói đâu, nhưng anh thực sự không bằng mấy đứa con gái sống ở vùng này. Sàng Dư Đạt nói, con gái nhà người ta cũng không chỉ đồn tới mức như anh. Tôi chỉ đồn thế nào? Trình Khác có chút khó chịu. Sàng Dư Đạt hơi do dự rồi thở dài, tôi nói cho anh biết vậy, hôm đó anh mua máy rửa bát, tôi ở ngay phía sau anh đó. Trình Khác kinh ngạc nhìn đi, cái gì? Nếu tôi không ngăn lại, thằng trộm đã trộm luôn quần lót của anh rồi. Nếu là đứa con gái nào lớn lên ở vùng này, không chừng sớm đã có một cái tát qua. Sàng Dư Đạt nói, không, quả nhiên là ở đó. Trình Khác tiếp tục kinh ngạc. Quả nhiên? Sàng Dư Đạt hỏi, tôi muốn nói tôi thấy cậu rồi. Trình Khác có chút vui vẻ, không hiểu ra sao. Tôi còn tưởng là tôi hoa mắt đấy, tôi mẹ nó đã nói cho người đó là cậu mà, có phải là ôm người nào xuống tầng đúng không? Nói năng cẩn thận, Sàng Dư Đạt chép miệng, tôi ôm ai mà ôm, tôi ghim cổ tên trộm xuống tầng mà. Trình Khác nở nụ cười, không biết tại sao lại vui vẻ, nở nụ cười nửa ngày rồi đập đập tay của Sàng Dư Đạt cảm ơn. Tôi hôm đó chỉ muốn nhìn vết thương trên mắt anh một chút thôi. Sàng Dư Đạt nhìn hơi lúng túng, lại không dám cứ thế gọi anh, tôi đã định không gặp anh nữa. Tại sao? Trình Khác hỏi. Sao sao cái gì? Sàng Dư Đạt nói, đánh bạn của mình một trận. Phải cầu trước đây lúc đánh Trình Trần Khác, Trình Khánh nói, cũng như vậy hả, không gặp cậu ta nữa. Không có, Sàng Dư Đạt nhíu mày, không giống nhau, tôi không biết phải nói thế nào, tôi và Trần Khánh không giống tôi và anh. Sao lại không giống? Trình Khác tiếp tục hỏi. Sàng Dư Đạt có vẻ không biết nói thế nào, nhíu mày tới nửa buổi mới nhìn hắn. Nó không dài dòng như anh, hỏi tới hỏi lui, không giống là không giống, tôi sao mà biết được tại sao lại không giống. Được thôi, tôi cũng không hỏi nữa. Trình Khác cũng cười. Sàng Dư Đạt đi cùng hắn về, hắn cũng không từ chối. Sàng Dư Đạt đưa hắn về nữa thì nhân lúc trời còn ấm, trên đường lại không có một bóng người, cảm giác cũng rất thoải mái. Tôi và Trần Khánh cả hai lớn lên cùng nhau. Sàng Dư Đạt đột nhiên mở miệng, hiểu nhau rất rõ, tôi biết nó sẽ không biến mất, cho dù thế nào thì nó cũng sẽ cùng tôi. Trình Khác quay đầu, tôi cũng sẽ không biến mất. Không chắc, Sàng Dư Đạt nói, anh quá khác chúng tôi đi, quá khác biệt, anh nếu không phải bị đuổi ra khỏi nhà, đời này ngay cả một tế bào thì cũng không thể dùng điện thoại người như bọn tôi, anh căn bản không biết còn có một đám người như thế tồn tại.
Đừng nói chắc như thế chứ. Trình Khác nói, không khác lắm đâu, Giảng Dư Đoạt đáp. Trình Khác nghĩ nghĩ, cậu quen biết Trần Khánh được 10 năm rồi phải không? Ừ, có lẽ là thế, Giảng Dư Đoạt nói. Tôi lúc vừa mới đây đã quen nó. Đến từ đâu đến? Trình Khác hỏi. Không nhớ nữa, Giảng Dư Đoạt nói. Lúc đó nhỏ quá. Hả? Trình Khác gật đầu. Trần Khánh nói, nếu cậu không cứu cậu ta, cậu chắc chắn có lẽ đã chết đuối. Lúc tôi đi giúp đỡ nó gỡ dây thừng, chính nó cũng đang gỡ. Sau một lúc có lẽ cũng gỡ được, Giảng Dư Đoạt nói. Có điều không chắc, nếu không nhìn thở được thì có lẽ sẽ sặc nước rồi ngất đi. Cậu ta bồi phục cậu có thể bình tĩnh như thế, Trình Khác nói. Cứu người còn rất có phương pháp. Tôi xem TV rồi học theo thôi, Giảng Dư Đoạt đáp. TV? Trình Khác hỏi một đứa trẻ đọc sách còn bị đánh còn được xem TV. TV trong trung tâm thương mại, Giảng Dư Đoạt nói chương trình cứu hộ không mấy ngày trước đó xem được. À, Trình Khác nở nụ cười, học đi đôi với hành. Ừ, Giảng Dư Đoạt cũng gật đầu, Trình Khác không tiếp tục đề tài này nữa. Giảng Dư Đoạt hiện giờ nói tới chuyện lúc còn nhỏ, lại trở nên thong dong và bình tĩnh, làm hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc đi tới sảnh của tòa nhà, Trình Khác cắn răng cố nhìn không mời Giảng Dư Đoạt lên trên ngồi một lúc. Tôi đi đây, Giảng Dư Đoạt nói. Ừ, Trình Khác nói. Cái kia tuyển thuê nhà cậu tới thu đi, không cần bảo Trần Khánh đến. Được rồi, Giảng Dư Đoạt đáp. Vậy ngủ ngon. Trình Khác quay người đi về thang máy. Giảng Dư Đoạt sau một lát mới từ phía sau ra đó một câu ngủ ngon. Trình Khác phất tay không quay đầu lại. Lúc tiến vào thang máy mới quay lại mà Giảng Dư Đoạt đã không còn ở lối rẽ phía trước tòa nhà nữa. Ngủ ngon. Trước đây Trình Khác cũng từng chúc y ngủ ngon, nhưng y chưa từng trả lời. Trong ấn tượng của y, cái từ vừa phổ thông vừa văn nhã này cách y quá xa. Y không biết có thể dùng từ này với ai, Trần Khánh hay Lư Thiến. Chắc sẽ bị cười thối mũi. Trần Khánh và Lư Thiến nếu nói ngủ ngon với y có lẽ cũng rùng mình dừng hết xa cả. Nhưng lúc Trình Khác nói chúc ngủ ngon lại tự nhiên và lưu ý, nghe rất thoải mái làm y muốn đáp lại. Tuy nghe thấy chính mình nói trước ngủ ngon có hơi không được tự nhiên cho lắm, nhưng lại có vẻ mới mẻ, vui thích nhỏ nhỏ. Lúc đi ra khu nhà, Trần Khánh gọi điện thoại tới. Tam ca, bên mày ăn xong chưa? Trần Khánh nói, bên này còn đang uống, lại đây không? Cho nhỉ chọc chút mặt mũi gọi cả Tích ra tới nữa. Trong quán cũng chỉ có người mình. Anh ta về rồi, Giảng Dư Đoạt nhìn rồi rơi điện thoại, ta đi qua. Vậy ta bảo chúng nó nướng thêm một chút, Trần Khánh nói. Ừ. Giảng Dư Đoạt kiếp điện thoại rồi bước nhanh hơn. Sau khi rẽ rồi đi một đoạn, y liếc mắt nhìn ra phía sau, một cái bóng hát từ góc tường bên kia còn đổ ra rất dài trên mặt đất. Giảng Dư Đoạt không hề dừng chân lại, chỉ tiếp tục đi về phía trước, chú ý động tĩnh phía sau. Trên con đường này nếu bọn họ muốn làm gì cũng rất khó. Đèn trên đường là loại cũ, tính ngụy trang đặc biệt thấp, hơn nữa cũng khá là chật, khả năng bóng sau để bóng trước cũng rất cao, lại bị khéo đổ dài ra, một khi có người tới gần rất dễ phát hiện. Đi một lúc sau, Giảng Dư Đoạt nhận cơ hội chuyển hướng, lướt nhìn qua phía sau đã không còn người. Tại y đặt trong túi vẫn luôn nắm chặt con dao, lúc này mới buông lỏng ra. Đưa Trình Khác về nhà, người này vẫn đi theo y, từ lúc đi ra khỏi nhà hàng đồ nướng đã thấy. Trình Khác nhìn y nhìn đông nhìn tây, cũng có thể nhìn thấy chỉ là người chậm chạp như hắn, căn bản sẽ không nghĩ nhiều. Y không nói với Trình Khác, y không muốn những việc này của mình khiến cho Trình Khác căng thẳng, hoặc là nói cho tới bây giờ, y vẫn nhớ tới ánh mắt của Trình Khác nhìn mình sau trận đánh hôm đó. Y không muốn lại phải nhìn thấy ánh mắt như vậy nữa. Có một số chuyện đã định trước chỉ có thể một mình đối mặt. Lúc Trình Khác về tới nhà cởi quần áo ra thì mới ngửi thấy chính mình một thân mùi khét lẹt, còn có mùi rượu. Giờ đã muộn lắm rồi, hắn buồn ngủ rú rượi, đấu tranh gần 5 phút mới cầm quần áo đi tắm. Lúc nước nóng rồi lên người, sức lực sau một buổi rượu thịt nướng cũng nhét đầy bụng cũng xả ra. Hắn dùng chán dựa vào tường thở ra một hơi thật dài, sảng khoái. Cái gì sảng khoái cơ? Không biết dù sao cũng rất sảng khoái, tâm tình cực thư thái. Hắn ngẩng đầu lên, nước nóng rơi vào trong mặt lộp rộp. Tắm nước nóng có rất nhiều công hiệu, có lúc có thể đỡ mệt, có lúc có thể gây buồn ngủ, có lúc lại có thể giải rượu. Có lúc rõ ràng buồn ngủ tới mức thử xem có thể đứng ngủ được không.
Hiện giờ nước nóng rồi đến người, lại đột nhiên từ cơn buồn ngủ có thể ngẩng đầu ấn ngực tỉnh lại. Hắn hơi do dự mang theo một thân còn ướt nước ra khỏi buồng tắm, đi ra phòng khách cầm điện thoại di động lên. Tìm tới đoạn video vừa quay Giang Sư Đoạt, nhấn sau đó điện thoại bật lên trên bồn rửa tay, cần phải đi mua một cái giá để di động. Uống rượu xong sáng sớm hôm sau sẽ không còn muốn dậy, đặc biệt là đã say rượu còn có thêm một giấc mơ không trong sáng, lại không muốn rời giường. Điện thoại của Hứa Đình lần thứ ba gọi tới, Trình Khác thực sự không cố làm mộng được nữa mới chịu nghe điện thoại. Xin lỗi, hắn liếc nhìn giờ đã gần trưa. Tối hôm qua uống chút rượu. Tốt, Hứa Đình nói, có uống rượu ít nhất cũng chứng minh đời sống của anh vẫn được. Trình Khác cũng cười cười rồi ngồi dậy. Chắc phải, tôi muốn nói với anh cái video tôi nói mấy hôm trước địa điểm có thay đổi, Hứa Đình nói. Được, Trình Khác cũng ngáp một cái. Tôi thời gian nào cũng xếp được, cả ngày đều rảnh rỗi. Một cái khác là nội dung video cũng có một chút thay đổi, thêm một người mẫu, Hứa Đình nói tiếp. Ừ, Trình Khác đáp, mỗi lần sáng tạo video đều khác nhau, có lúc đơn giản chỉ là quá trình vẽ tranh cát, có lúc sẽ thêm một chút nội dung kịch cùng hình ảnh khác. Trước đây cũng từng thêm người mẫu có điều không cùng hắn trong một cảnh, cho nên không có ảnh hưởng gì. Người mẫu gì? Mỹ Nam bán nưu. Hứa Đình cũng cười, chính là cái kiểu thiên nhân hợp nhất, nguyên thủy gia tính gì đó, chắc anh cũng tưởng tượng ra được chứ. Có thể, Trình Khác cũng cười, không khác trước kia lắm đúng không? Không, cậu ta sẽ ở cạnh anh, Hứa Đình nói. Cho nên tôi muốn bàn bạc với anh trước, anh nếu không quen thì sẽ xem sắp xếp lại như thế nào. Trình Khác tưởng tượng cái tình cảnh kia một chút, không nói ra được từ vì gì. Có điều video Hứa Đình là mặc dù có sức không hiểu ra làm sao, thế nhưng vẫn có quy củ nhất định. Không sao, Trình Khác nói. Phải có cần xem qua ảnh người mẫu không? Hứa Đình hỏi. Tuyển tú đấy hả? Không cần, Trình Khác đáp. Hứa Đình cũng cười. Được rồi, vậy lúc đó tôi qua đón anh. Ừ, Trình Khác cũng cười. Hôm nay trời đẹp, nói chuyện điện thoại xong, Trình Khác tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc. Ánh nắng chói chang, gió cũng không lớn. Hắn đứng ở cửa sổ một lát, quyết định đi ra ngoài, tiện ăn trưa luôn. Mấy hôm nay hắn không hay ra ngoài, không có hàng say đi đâu. Có ra ngoài thì cũng chẳng biết đi đâu. Hôm nay thật ra vẫn chẳng biết nên đi đâu, nhưng chỉ là muốn ra ngoài đi dạo. Bốn phía khu nhà hắn cũng chưa từng đi hết, quen biết một chút cũng chỉ có phố quán bar cùng với chỗ Giang Sư Đoạt ở. Phía bên kia siêu thị hắn chưa từng qua. Hôm nay qua bên kia tìm một chỗ ăn trưa đi. Hắn mặc áo khoác rồi ra cửa, lúc đóng cửa lại cấp tốc dùng chân giữ khe cửa, thò tay vào trong túi áo sờ. Chắc chắn chìa khóa đã trong túi rồi mới đóng cửa lại. Nếu như lại còn thêm một lần không cầm chìa khóa ra khỏi nhà, hắn cũng chỉ có thể gọi người phá khóa tới. Nếu lại tìm Giang Sư Đoạt, có lẽ Giang Sư Đoạt sẽ cho hắn là có ý gì đó không nhận ra được. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có, chỉ là loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể tự ngu tự nhạc. Đối với người Giang Sư Đoạt sợ hãi đồng tính mà nói, hắn cơ bản không hề có ý nghĩa có thể tiến thêm một bước gì, chỉ cần não bổ vui vẻ trong đầu là được. Đi qua siêu thị hai con đường là một khu mua sắm mới, hẳn là 2 năm trước đây mới xây xong. Hắn cũng không biết bên trong còn có một khu mua sắm. Có điều phía bên này nhìn có vẻ cũng rất phồn hoa, nhưng người cũng không tính là nhiều. Hắn đi vào một quán cà phê, lúc nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi hắn gọi đồ, hắn liền quay người đi ra, đột nhiên muốn uống trà sữa, sữa đồng gừng cái gì. Hắn nhớ có tên của cửa hàng lần trước Giang Sư Đạt mời hắn uống sữa đồng gừng. Có điều đi nửa buổi cũng không thấy cái cửa hàng kia, vậy mà không phải chỗ chuối cửa hàng. Tiên sinh, tìm hiểu tập thể hình một chút không? Bên cạnh đột nhiên có người nào đó đưa tới một tờ rơi. Trình Khác quay đầu nhìn thấy một cô nàng rất xinh. Tôi... Trình Khác tiện tay nhận lấy tờ rơi nhìn qua rồi tiếp tục đi về phía trước. Phòng tập thể hình mấy tháng rồi không đi, thể mới kích hoạt còn chưa đi được mấy lần. Có điều huấn luyện viên riêng trước đây đã nghỉ việc, hắn cũng không muốn đi lắm. Phổ tình gặp được huấn luyện viên riêng có dáng dấp vừa mắt cũng không phải dễ. Chúng tôi mới khai trương, cô nàng vẫn đi theo hắn. Làm thẻ chiết khấu 20% còn tặng kèm 2 khóa huấn luyện viên riêng. Nhìn tiên sinh hẳn là 2 tập thể hình, muốn tới chỗ chúng tôi trải nghiệm một chút không? Miễn phí trải nghiệm, hài lòng với cần làm thẻ. Trình Khác đặc biệt sợ mấy cô nàng đi chào hàng cái này cái kia, ai cũng xinh đẹp, nghiêm túc giới thiệu với mình, muốn từ chối cũng không dễ mở miệng. Tiên sinh có thể vào thăm một chút, nhìn cơ sở tập luyện cùng với thiết bị.
Cô nàng vòng tới trước mặt hắn rồi lùi đi, bị gió thổi tới mức nước mắt cũng sắp không mở ra nổi. Thiết bị của chúng tôi đều là loại mới nhất, hơn nữa số lượng cũng nhiều. Ở đâu? Trịnh Khắc không đành lòng hỏi một câu. Tầng 2. Cô nàng nhanh chóng chỉ tay sang bên cạnh. Tôi dẫn anh lên nhé. Phòng tập thể hình này cũng không tệ lắm so với chỗ của Trịnh Khắc hay đi trước kia thì lớn hơn. Nhìn ra được là mới mở, không được mấy người, máy tập đều trơ trọi. Đây là huấn luyện viên Tiểu Dương của chúng tôi, Tiểu Dương. Cô nàng vẫy tay nói với mấy cậu nhóc vóc sáng rất được bên cạnh. Cậu ấy sẽ dẫn anh đi tham quan một chút, nếu anh có gì không hiểu cũng có thể hỏi cậu ấy. Một cậu trai đi tới, Trịnh Khắc nhìn lướt qua, ngoại hình cũng không tệ. Chào anh. Tiểu Dương tới trước mặt hắn rồi cười. Tôi họ Dương, anh gọi tôi là Tiểu Dương là được, để tôi dẫn anh đi xung quanh xem một chút. À, Trịnh Khắc cũng đáp một tiếng. Tiểu Dương dẫn hắn đi vào trong mấy bước liền quay đầu lại. Anh Trịnh, anh không nhớ em hả? Hả? Trịnh Khắc cũng ngẩn người.